Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip để đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Từ Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vừa qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ mấy ngày trước, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh. Và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm qua, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Yangjiehe-Yangku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,37m vào lúc 5 giờ 55 phút ngày hôm qua, và trạm thủy văn Yuhe-Changgu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,76m vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 m khối trên giây vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 25mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh và có lượng mưa lớn hơn 100mm. Phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quy Nhơn và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày hôm nay, trên sông Hàn, đoạn An Khang tiếp tục được báo động sau lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà lũ tiếp tục lên. Dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối trên giây trong 24-72 giờ tới. Đoạn Ba Hê trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày hôm qua, nền móng bị sụt lún và đổ sập ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Cheng Quan, huyện Yijiang, An Khang. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc động bên rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra, nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yijiang Dongmu Yonung đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Kính thưa quý vị, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng phía Bắc Thiểm Tây bị lũ lụt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến 5,59 triệu người, trong đó 130 người chết và 207 người mất tích do lũ quét, lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 19,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm qua, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 9 thành phố, 78 quận, 1.374 thị trấn và 5,59 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây, ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lăng. 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người bị thiệt mạng và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Đông Ba và Bê Hê, Xuân Giang và Yên Ba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt, khu đô thị của thành phố Thông Chuan và các quận như Long Xian, Đa Lị và Huê Yên bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là Yên Ba, Lang Cao, Hang Bin, Yi Giang, Long Xian, Đăng Phen và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè và các loại bị vỡ, diện tích 43,43 km, 1.399 kè, 246 cống và thủy lợi, có 8.186 công trình, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi.
Chen Chang-gun, Phó Kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng của các thảm họa lũ lụt trên. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt gấp đôi với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Kính thưa quý vị, từ sáng sớm ngày hôm qua, từ Châu Giang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông, nhiều phương tiện bị ngập. Tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích tụ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, Đài quan sát khí tượng Từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm qua. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulu, Yunlong, Kwansan District, Economic Development District, Port Alfred District và một số thị trấn. Đường phố ở huyện Tongsan và huyện Yiwang, thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, Đài quan sát khí tượng Từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày hôm qua, Từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị. Chẳng hạn như tháp trống, đường hầm Bắc Trung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xiandian, đường chui Yonglong Jinxin, đường hầm Chu Quang Linh, gia lộ Chapeng Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Côn Lôn, khu phát triển, đường sắt cao tốc South Station, đường hầm Shushan của quận Cảng, cũng như đường ngầm Shijisan. Tập đoàn Tàu Điện Ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo lúc 7 giờ 30 phút sáng rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu sâu và dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Beru Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Mao Kun và Li Gu trên đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng tích nước nghiêm trọng cũng xảy ra ở một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước sắp ngập biển, quảng cáo bến xe, xe đạp, đậu ngập nước, một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền. Vào mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị tích nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong nước. Ở một đoạn nhất định, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một lỗ màn nước. Theo báo cáo toàn diện về đất đai, lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng thủy văn, tổng số 8.826 trạm từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hà Bắc. Trong đó có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Khang Du và Bắc Hành Thủy với hơn 100mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 44mm đến 126,2mm và vườn tử Đinh Hương là lớn nhất. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường và cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị tích nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị ngập. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị cắt ở khu đô thị Thạch Gia Trang. Trước chợ hải sản Đông Hao, nhiều ô tô bị ngâm trong nước tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang. Nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một lỗ màn nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước trên cầu chui và cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu, một số ô tô bị ngâm nước giữa đường, một số người dân đi xe đạp điện ngập nước ngang lưng, một số người dân trực tiếp chở xe điện đi dạo. Rạng sáng ngày hôm nay, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Jinxing, Thạch Gia Trang bị sập khiến nhiều ô tô bị đập phá và hư hỏng nặng. Ngày hôm nay, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền cho rằng cứ mưa là nước lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quản lý quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, một mặt là mưa to, Thạch Gia Trang bị ngập lụt hàng năm, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể phàn nàn, sau bao nhiêu năm nó vẫn không được cải thiện.
Tôi đã lớn như vậy và tôi chưa bao giờ thấy nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi trận mưa lớn đều có bị tích nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố, vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua, từ cộng đồng ra bến xe buýt. Nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân sâu gần đến nửa bắp chân. Khu đô thị quận Tây An, thành phố Kangju đã bị phong tỏa, 11 giờ sáng ngày hôm nay mực nước vẫn cao như vậy. Đây có phải là hệ thống thoát nước đã qua xử lý không? Mỗi khi trời mưa, nước lại tích tụ. Đây là con đường mới sửa chữa, chưa thông xe, thoát nước kém. Khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng, mưa bão Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm cho Tứ Xuyên và Trùng Khánh, hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Bây giờ, chúng tôi có thể có nước và điện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.